Xin chào các em, bữa nay chúng ta đến chuỗi series mỗi ngày một bài vật lý cùng thầy NVT. Hãy like, ủng hộ kênh bằng cách subscribe, bấm dấu chuông để theo dõi những video clip tiếp theo. Bữa nay thầy sẽ giải đáp một bài tập liên quan tới giao thoa từ bạn Phúc đã gửi cho thầy. Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A và B dao động với tần số 15 Hz cùng pha. Tại điểm M cách A và B khoảng là D1, D2. Sóng có biên độ cực tiểu. Chúng ta chú ý ngay chỗ này, sóng có biên độ cực tiểu nha, M là cực tiểu. Giữa M và đường trung trực AB có hai dải cực đại. Ta hỏi tốc độ là hỏi V. Giữa M và đường trung trực có hai dải cực đại đó, hai dải cực đại. Chúng ta phải vẽ cái hình trước tiên. Đây, A, B là hai nguồn. M nằm trên cực tiểu nữa không? Cực tiểu đường đứt nét. Giữa M và đường trung trực có hai dải cực đại. Đây, hai cực đại. Rõ ràng M phải nằm trên cực tiểu 2,5. Rồi, chúng ta vẽ hình đủ là giữa hai cái cực đại sẽ có một cái cực tiểu. Đây, đường trung trực là số 0, cực đại số 1, và giữa hai cái cực đại sẽ một cực tiểu là 0,5. Tương tự về 1,5, rồi tương tự về chúng ta có 2,5. Chúng ta viết công thức ra, D2 trừ D1 bằng K cộng 0,5 lambda. Ở đây K cộng 0,5 nó chính là 2,5. Còn bạn nào học theo cái hiểu mà mèo á, thì hai dải cực đại lấy 2 cộng 0,5. Được chưa? Cực tiểu là lấy số 2 luôn, đúng con số 2 luôn. 2 cộng 0,5. Rồi, 20 trừ 16 bằng 2,5 lambda. Từ đây chúng ta sẽ tính ra được lambda 1,6. Có lambda chúng ta tìm được V. Tìm được V, V bằng lambda nhân F. Rồi chúng ta tính ra được 24. Đáp án sẽ là câu B. Rồi bài học của thầy đến đây là hết. Thầy sẽ giải đáp một bài nữa cho bạn Phúc vào ngày mai nha. Rồi xin chào các em.